kilo. Tuyệt quá, tuyệt quá, thế mới là hảo hán chứ. Chào cậu. Hello there. A few moments later. Vào đây, vào đây đi, làm thôi. Điều này, cấp ba, chơi game. Ôi trời ơi! I got you, man! Spicy! That's the fuck, boy! Rồi rồi, tới công chuyện này! Khó đấy! Hasagi! Check!私の名は吉良義景、年齢33歳。自宅は森王町北東部の別荘地帯にあり、結婚はしていない。仕事は亀湯チェーン店の会社員で、毎日遅くとも夜8時までには帰宅。 8時間は睡眠をとるようにしている。寝る前に温かいミルクを飲み、20分ほどのストレッチで体をほとんど朝まで熟睡さ。
Yeah.